Mà ngày hôm nay Mật Lâm sẽ dùng cái khuôn là 150g đó quý vị Cái khuôn này nó có nhiều loại khuôn lắm, 50, 100 và 150g tất nhiên là cái độ lớn của nó đó Thì Mặt la Lâm nghĩ rằng cái độ 150g đó là vừa cho tất cả mọi gia đình Ở đây tất cả những cái hương vị này đó Mật Lâm sẽ không phải dùng cái cân cái, cái, cái mà chúng ta chỉ có dùng theo cái kiểu mà chúng ta đo, đo lường bằng muỗng thôi. Tại vì khi cân lên thì nó rất là phức tạp. Mà quý vị khi mà canh cái muỗng này thì nó rất là dễ dàng. Cái bột để mà làm bánh trung thu nó rất là đơn giản quý vị. Thông thường đó thì chúng ta dùng cái loại bột là bột mì đa dụng để làm cái vỏ bánh. Nhưng mà nếu mà hiểu sâu một chút về vấn đề bột mì đó để làm cho cái vỏ bánh á thì cái bột mì nó có nhiều loại lắm cũng là bột mì đa dụng thôi mà mỗi một cái loại mà bột mì như vậy đó thì cái người sản xuất người ta sẽ ghi rõ lên cái 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 cái, bao này thì ở đây thì nó có 110 protein quý vị đây là cái loại go go medo cái bột mì đa dụng này ở mỹ nó bán rất là là, là thông dụng ở đây là 110 10 protein còn ở cái bột mì này đó thì nó lại là gần 12% tức là 11.7% cũng là bột mì thôi, tức là bột mì đa dụng thôi. Nhưng mà cái này nó là 12%. Và còn một loại nữa thì nó lại tới 13%, tức là 12.7%. Cái phần trăm này nó, nó nó nói lên cái cái mức độ protein, cái phần trăm càng lớn thì cái cái bột đó khi mà nó nấu xong nó, nó sẽ càng cứng. Vì vậy cho nên nếu mà quý vị nào muốn cái bánh của chúng ta đó mềm thì quý vị dùng cái loại thông thường này nhất là 110 còn nếu quý vị muốn dùng hơi nó nó hơi cứng hơn một chút xíu thì cứ tăng cái độ lên bây giờ ở đây đó thì để làm cho cái bánh nó, nó hình vuông này đó thì mặt lâm nghĩ là chắc mặt lâm sẽ dùng làm cho nó khoảng 6 cho tới 7 cái thì mặt lâm sẽ dùng 200 trăm gram bột bột mì đa dụng đó quý vị cái bột mì này đây là cái bột mì đa dụng 200 trăm gram bánh trung thu đó thì đặc biệt nó dùng cái loại Nước đường mà nó làm ra thành màu rồi Bây giờ Mật Lâm dùng cái loại syrup Cái loại syrup này đó, nó đậm màu Thì thay vì làm nước đường mà đậm màu đó thì quý vị có thể Làm bằng đường đen hoặc là đường thốt nốt Rồi pha đường đen vô cho nó đậm màu Nhưng mà vì mình không có thời giờ đó mình có thể ra mua cái cái syrup đậm màu này Thì mình làm cũng được Ở đây là 120 gram nha quý vị chúng ta cũng có một chút xíu bơ đậu phộng quý vị quý vị bỏ vào đây một chút bơ đậu phộng tí là chừng khoảng một cái đầu muỗng um, muỗng cà phê vậy thôi thì cái bơ đậu phộng nó làm cho cái bánh nó, nó, nó mềm và nó thơm nữa cái vỏ bánh nó sẽ nhờ cái bơ này nó sẽ mềm đi quý vị chúng ta sẽ có một cái trồng đỏ trứng gà bây giờ quý vị bỏ vào đây một trồng đỏ trứng gà vào cái 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 hỗn hợp hỗn loãng này ở đây đó muốn làm cho cái 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 da bột nó hơi mềm và nó không có bị cứng lại đó thì mật lâm sẽ dùng baking soda thì nếu mà ở ngoài tiệm đó thì người ta sẽ không dùng baking soda đâu mà người ta sẽ dùng cái hóa cái hóa chất nó giống như là nước tro tàu vậy đó nhưng mà baking soda thì nó an toàn hơn ở đây thì mật lâm chỉ dùng một một đầu muỗng cà phê thôi chút xíu thôi bỏ vào đây luôn riêng về dầu ở dầu ăn đó thì mật lâm dùng 10 gram thôi quý vị có nhiều người ta dùng nhiều hơn nhưng mà lâm sẽ dùng 10 gram tại vì nếu mà nhiều quá đó thì nó sẽ đâm ra nhão cái bột và nó nó nó, rất, rất là rất là dính khó làm lắm mà để cho nó thơm đó thì mật lâm dùng rượu mai quế lộ đây là cái loại rượu mà mật lâm đã ngâm cách đây nhiều nhiều tháng và quý vị đã từng theo dõi nó và có nhiều người đã làm và thành công cái rượu mai quế lộ này nó nó đi hợp với bánh trung thu nhất tuy nhiên nếu quý vị tìm không ra được cái rượu mai quế lộ đó thì quý vị có thể dùng cái loại rượu này đây là cái loại rượu mà thông dụng nhất để nấu ăn Thì quý vị có thể dùng cái loại rượu này để thay rượu mai quế lộ cũng được Một chai này chỉ khoảng 20 đồng nữa quý vị Cái rượu mai quế lộ chúng ta đổ vào đây luôn là một muỗng ăn canh quý vị Một muỗng canh đó Bây giờ chúng ta quậy nó lên Giờ tất cả những cái hỗn hợp mà đường mà chúng ta vừa trộn đó chúng ta bỏ vào hết trong trong bột quý vị Và chúng ta quậy nó lên cái quan trọng cái bột này là đừng có khô quá mà cũng đừng có nhão quá nha quý vị nếu nó khô quá đó thì rất là khó khi mà à, có nhân rồi đó ấn khuôn rất là khó mà nếu nhão quá cũng vậy nữa cho nên chúng ta chỉ vừa thôi sau khi trộn bột rồi đó quý vị có thể dùng cái cây này để mà trộn nó lại cho nó, nó 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 nhuyễn hơn mà quý vị đừng có trộn nhiều quý vị như vậy là được rồi bây giờ chúng ta cho bột nghỉ và đậy nắp nó lại để cho nó nghỉ một tiếng đồng hồ rồi khi mà một tiếng đồng hồ sau đó thì chúng ta mới cho nhân vào và chúng ta mới tạo hình nó để ép. Để làm cái bánh trung thu đó thì chúng ta có cái loại nhân của chúng ta có rất nhiều loại nhân quý vị. Vì đây là chúng ta làm nhân thập cẩm cho nên ruột của nó đó rất là đa dạng. Thì về đậu đó thì mật Lâm có những cái loại đậu là đây là cái đậu mà ốc chó đó quý vị, tức nhiên là walnut đó thì uh, mật lâm sẽ dùng vào đây chừng khoảng uh, gần 2 muỗng uh, canh, hai muỗng canh nha quý vị. Mật lâm cũng sẽ có dựa cái đậu mắc ca đó, cái cái hộp mắc ca. Đây là cái hộp mà ở Việt Nam thấy rằng rất là quý nha, ở bên đây tìm rất là dễ quý vị. Em ra ngoài cốt cô mua một bịch lớn thật lớn chỉ có 9 đồng thôi. Nhưng mà nó rất là ngon quý vị, cái đậu mắc ca nó rất là ngon. Cái này mật lâm cũng cho nó hai muỗng canh. Và cái hạt bí đó Chúng ta ở Việt Nam thì khi mà làm bánh trung thu là chắc chắn là phải có hạt dưa. Nhưng ở bên Mỹ thì sẽ không có hạt dưa cho nên Mạc Lâm sẽ dùng cái hạt bí. Cái hạt bí này cũng rất là thơm và cái hương vị nó cũng giống như hạt dưa của chúng ta vậy. Mạc Lâm cũng cho vào đây hơn hơn một muỗng canh đó quý vị, một muỗng canh đầy đó, bỏ vào đây luôn. Riêng về những cái loại như là do nho thì Mạc Lâm cũng có nho nho vàng đó quý vị nho mà cái loại vàng này cũng là hai muỗng canh nha quý vị riêng về nho đen thì cũng vậy có tất cả bằng nhau mật lâm của cho nó là hai muỗng canh luôn tất cả những cái thứ này nó khi mà bỏ vào đây đó quý vị sẽ thấy là nó hỗn hợp của nó rất là ngon riêng về cái uh, mở đường đó thì mật lâm đã làm mở đường thì muốn làm mở đường này thì quý vị cũng biết rồi thì mở chúng ta luộc lên cắt nhỏ nó ra và trộn với đường trắng đường cát thể hai phần mở là một phần đường chúng ta trộn nó đều xong rồi chúng ta đi phơi khô nó hoặc là chúng ta sấy nó trong cái bếp nướng của chúng ta đó cái kỹ thuật sấy thì quý vị chỉ bỏ 100 độ thôi 100 độ ép đó và quý vị sấy nó chừng khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nó sẽ cho ra cái màu, màu mỡ này thì ở đây đó Mật lâm sẽ cho vào đây một muỗng đầy cái 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 mỡ đường luôn quý vị tại vì cái mỡ này cho nhiều nó cũng không tốt lắm cho nên mật lâm chỉ cho nó một muỗng đầy để lấy cái gia hương vị thôi riêng về cái mức bí đó thì chúng ta không xay và cái um, lạp xưởng đó thì mật lâm chỉ cắt nhỏ ra thôi chứ không có xay quý vị tại vì xay thì nó nát ra nó mất ngon vâng bây giờ thì chúng ta sẽ đi xay những cái loại này những loại hạt này vì chúng ta không có muốn cho nó nát quá đó cho nên chúng ta chỉ quay xây vài cái vậy là lấy cái uh, chúng ta sẽ trộn nó lên cho nó nó đều chứ đừng có cho nó ở trên mà nó lớn quá mà dưới nó nát cũng không tốt vâng chúng ta trộn một lần nữa thì xây một lần nữa là được rồi quý vị Vâng thì nó chỉ như vậy thôi chứ nếu quý vị làm nửa nữa đó, làm nhiều nữa đó thì nó nát ra hết. Bây giờ cái mức bí đó chúng ta bỏ vào đây, cái mức bí thì cắt nhỏ nhỏ thôi, vừa và vừa ăn là thôi nha, nha, nha quý vị. Chúng ta ở đây cũng có hai muỗng hai um, muỗng canh mức bí riêng về lạp xưởng đó thì chúng ta cho nhiều hơn lạp xưởng thì mật lâm nghĩ rằng uh, trong cái, um, cái 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 món ăn này của chúng ta thì ba muỗng lạp xưởng là vừa quý vị nhớ là cắt cái lạp xưởng cho nó nho nhỏ, nhỏ chút xíu nó mới ngon được chứ lớn quá nó không ngon đâu như vậy là được rồi quý vị tức là ba muỗng lạp xưởng riêng về cái gia vị đó thì mật lâm ở đây có bột ngũ vị hương Quý vị cho nửa muỗng cà phê bột một muỗng vị hương vào đây, nửa muỗng cà phê nha quý vị. Chúng ta có rượu mai quế lộ, quý vị cho vào đây 3/4 muỗng canh thôi chứ không có đầy. 3/4 muỗng thôi quý vị. Chúng ta có xì dầu quý vị, xì dầu quý vị cho vào đây nửa muỗng canh. Nửa muỗng ăn canh đó. Bằng như vậy là đủ rồi. Thường thì cái bánh trung thu đó người ta thường dùng dầu hào nhưng mà dầu hào bây giờ nó sẽ không còn ngon nữa quý vị, nó chỉ có màu mặn thôi chứ nó không có ngon nữa. Thì Mạc Lâm sẽ dùng cái dầu bào ngư này thay nó và vào nó, dầu đây là dầu abalone dầu bào ngư đó, rất là dễ mua. Bây giờ cái dầu bào ngư này thì Mạc Lâm sẽ dùng đây là một muỗng canh luôn quý vị. Cho nên cái cái bánh trung thu nó đòi hỏi nhiều gia vị lắm, cho nên cái đó là cái cái quan trọng nếu mà mình đáp ứng được nó rồi nó thì nó không có còn gì để, để mà lo hết nó đó. Đó rất là ngon quý vị bây giờ chúng ta có cái cái lá chanh của lá chanh đó thì quý vị cắt mỏng ra cắt sợi ra mỏng ra ở đây quý vị à, mặt lông có bốn cái lá chanh quý vị, bây giờ chúng ta bỏ vào đây là lúc chúng ta bỏ lá chanh vào và còn một thứ nữa không thể thiếu được đó là mè mè rang đó quý vị mè trắng đó thì bây giờ là chúng ta sẽ bỏ vô sau nhưng mà trước khi bỏ mè đó chúng ta có một cái loại để mà làm cho nó kết dính này đó là cái loại bột cái loại bột mà để làm bánh uh, bánh dẻo đó quý vị tức là bột nếp chín đây là loại bột nếp chín quý vị đi dùng để làm bánh dẻo đó thì cái bột này nó chín rồi nên là bột nếp mà bỏ lên trên chảo họ rang cho chín thôi nếu quý vị không có mua được cái loại bột nếp chín này thì quý vị có thể dùng bột nếp bỏ lên chảo rang như bình thường thì ở đây mật lâm sẽ dùng mà một muỗng canh Bây giờ chúng ta bỏ từ từ vào đây nếu nó kết dính tốt quá thì là vừa còn nếu không thì chúng ta thêm như vậy là một muỗng canh là được là vừa đó quý vị Quý vị nhớ là phải trộn cho nó đều Đừng có cho cái bột nó còn lại Nó xót lại nó sẽ không ngon cái bánh của chúng ta Bây giờ cuối cùng chúng ta có mè quý vị Mè thì nó nó làm cho cái bánh thơm Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ có hai muỗng canh đầy mè Mè quý vị bỏ vô sau cùng Vâng và chúng ta tiếp tục trộn nó lên Và bây giờ chúng ta cho một muỗng dầu mè lên cho quý vị và bắt đầu nặng thành viên. Lý do mà mặt lâm không có cân cái cái nhân đó là vì mỗi một quý vị có ở nhà có mỗi một cái người có một cái loại khuôn riêng. cho nên khi mà cái nhân này đó chúng ta chỉ cần vo và bỏ trong khuôn nó vừa khuôn là từ đó đó là mình theo cái cái kích cỡ đó mình làm chứ còn nếu mà bây giờ cân theo đúng đó, mà cái việc cái khuôn quý vị lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì rất là khó làm bây giờ mật lâm sẽ vò viên cho đúng cái khuôn này cái đây là khuôn 150 g quý vị vâng bây giờ chúng ta dùng cái cái, cái hộp vịt muối chúng ta có đó bỏ dính giữa và bóp là cái, cái 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 nhân này chung quanh cho nó thành cái hình tròn Quý vị cho cái khuôn nó nằm chính giữa vậy và chung quanh nó chỉ như vậy thôi. Chúng ta một lát nữa còn bột ở ngoài nữa là vừa. Bây giờ chứ Mật Lâm sẽ tiếp tục vò viên cho những cái cho hết cái cái nhân này. Vâng, chúng ta có được 6 cái nhân đúng theo cái ý muốn của chúng ta đã dự định ban đầu. Bây giờ thì chúng ta cái bước kế tiếp nữa trước khi mà nặng bánh á thì chúng ta cần làm một cái loại sốt để mà trét lên cái cái bánh cái loại dầu để mà để nó trét lên cái bánh này nó làm cho cái bánh nó, nó đậm màu và nó thơm nữa quý vị bây giờ thì mặt lâm có một cái trứng gà bây giờ cái đường đó cái đường mà hồi nãy quý vị biết rồi, là chúng ta dùng để mà bỏ vô trong bột đó thì ở đây thì Mật lâm cũng dùng đường cái dùng cái đường là loại đường đường đen nè nó giống như là cái mật ong vậy đó quý vị bây giờ chúng ta đây có một muỗng có một muỗng đường và và muối cho nó đậm hơn đó Thì mặt Lâm có đây là xì dầu, hắc xì dầu đó quý vị Một cái đầu muỗng vậy thôi, đừng có nhiều quá nha quý vị Nhiều quá thì nó đen xấu lắm Và ở đây chúng ta cũng có dầu mè Chúng ta cũng bỏ vào đây Hơn phần nửa muỗng cà phê dầu mè Tất cả bây giờ chúng ta trộn nó lên Vâng, một lát nữa thì chúng ta quét cái hỗn hộp này lên trên mặt bánh á thì nó sẽ làm cho cái bánh nó nó nó, nó sẽ vừa thơm và lại vừa đậm màu nữa cái màu này thì được rồi đó quý vị nhưng mà một lát nữa mặt lâm sẽ lượt nó ra bây giờ để cho thêm cho nó loãng ra một chút xíu đó chúng ta cần cho nó một ít rượu mai quế lộ lên đây nữa thì chúng ta cho 1 phần ba muỗng canh thôi quý vị quý vị đừng có cho nhiều khi rượu nó vào cái trứng nó đánh trứng tan nhiều hơn đó quý vị Bây giờ cái quan trọng nữa là chúng ta không thể để như vậy được Vì để như vậy đó thì nó nó sẽ bị lợn cận ránh rất là khó Chúng ta phải lượt nó ra Vâng bây giờ chúng ta lượt cái dùng cái lượt để lượt cái hỗn hợp này Và ra một cái đĩa thứ hai Cho nó bớt cái cặn nó đi quý vị Nếu ta quý vị thấy như vậy đó cho nên nó nó sệt như vậy nó, nó 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 sẽ không có tốt để mà chúng ta phết lên cái bánh đâu Khi mà chúng ta lượt nó ra đó thì cái chất cái chất còn lại nó sẽ ở lại và chúng ta sẽ có một cái cái hỗn hợp rất là nhuyễn để mà quét lên trên mặt bánh á vậy là được rồi quý vị vâng bây giờ bột của chúng ta đã nở đủ rồi đó quý vị bây giờ chúng ta bắt đầu lấy lẫn bánh Dạ quý vị cho cái bột nó dính vào tay quý vị cho nó đừng có dính cái bánh á. Bột rất là vừa quý vị Như vậy là vừa lắm rồi Nó không có khô quá mà cũng không có ướt quá cho nếu mà nó ướt quá thì cũng không tốt đâu Bây giờ chúng ta chia nó làm thành 6 cái phần bánh quý vị Chúng ta chia nó làm thành 6 phần có thể chúng ta chia nó không bằng nhau thì cái phần nào lớn quá đó chúng ta bù lại cái phần nhỏ miễn làm sao cho nó hơi vừa với nhau là được. vâng sau khi chúng ta chia bột ra xong chúng ta dùng một miếng uh, giấy uh, để nướng đó quý vị để chúng ta mù chuyển nó qua bên tay cho nó dễ. bây giờ chúng ta nhấn đó cho cái cái bánh này nó nó có cái hình tròn cho cái bột nó có cái hình tròn quý vị. ở trong thì nó dày và ở ngoài thì nó mỏng chút xíu. vâng và bây giờ chúng ta bỏ cái uh, cái, cái cái nhân của chúng ta lên bây giờ cái bánh này ra chúng ta cầm lên ốp lại cái tay chúng ta quay trở lên này và lột cái bánh ra thì chúng ta sẽ thấy nó mau hơn là chúng ta bỏ trên tay bây giờ đè nó xuống cho nó đừng có có không khí nó đừng có dính ở trong này và chúng ta quay lại để chúng ta nắn cái 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 bột từ từ trở lên cho ốp mặt thì cái phần ở dưới thì nó dày hơn cái phần ở trên quý vị cho nên đó, một lát nữa chúng ta sẽ để cái phần ở dưới cái ở dưới đáy nó đó, đó nằm ở trên cái khuôn mặt trên. Tại vì cái mặt dưới đó chúng ta không có cần để dày Vâng bây giờ đó thì cái đây là cái mặt dưới thì khi quý vị để xuống này đó thì quý vị nhớ úp lên lên như vậy thì cái mặt dưới này một lát nữa nó sẽ nằm ở dưới khuôn và cái mặt trên này sẽ nằm trên cái khuôn. Vâng, như vậy là xong. Vâng thưa quý vị chúng ta bánh chúng ta đã nặng cho nó vào bột vào vào nhân vào trong bột xong hết bây giờ chúng ta chuẩn bị nướng mà trước khi nướng thì chúng ta sẽ đóng khuôn đó quý vị Mà trong khi đóng khuôn đó thì quý vị mở lò lên cái cái lò nướng của chúng ta đó thì mở bếp có là đường nước lửa ở trên và ở dưới luôn và quý vị xét là 375 độ quý vị để đó chừng khoảng 15 phút cho nó nóng lò trong khi nó nóng lò như vậy đó thì bây giờ chúng ta chuẩn bị để mà làm cái um, cái đóng cái khuôn này quý vị hồi nãy mật lâm phải đẩy nó lại là vì nó sợ nó khô đó thì cái khuôn của chúng ta đó thì nó có có nó có những cái um, hoa văn rất là đẹp bây giờ mật lâm sẽ lựa sáu cái hoa văn khác nhau cho nó hấp dẫn bây giờ chúng ta bỏ cái um, cái, cái 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 khuôn đầu tiên chúng ta bỏ vào đây mà quay lên đây ra thì chúng ta sẽ thấy là nó thì nó dính lại như vậy rồi quý vị bây giờ chúng ta sẽ cho nó một chút xíu bột ở trên cái đầu khuôn này nữa tại vì cái đầu khuôn này nó rất là dễ nó dễ dính vâng bây giờ thì cái bánh này đó thì chúng ta đã quý vị thấy rồi đây là cái cái phần cái phần mà da của nó dày ở trên còn ở phần này ở dưới cho nên bây giờ chúng ta bỏ cái phần dày đó lên trên cái cái mặt khuôn Tuy nhiên là chúng ta bỏ ngược xuống Mà chúng ta ép nhẹ nhẹ cho nó Nó ra, nó lan ra quý vị Tuy là không phải ép cho nó ra hết đâu Nhưng mà nó một phần nào là được rồi Bây giờ ở trên cái 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 Chúng ta có một cái dĩ Có một cái tờ giấy nướng đó Chúng ta bỏ lên trên Và chúng ta ép nhẹ nhẹ nó xuống Một lần hai lần và lần thứ ba chúng ta ép mạnh nó luôn vâng bây giờ chúng ta đè nó xuống và chúng ta lấy lên quý vị thấy đây là cái khuôn rất là hoàn chỉnh mà bây giờ thì chúng ta sẽ Phủi cái gì, cái, gì, cái 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 bột này đi bớt đi khi bỏ vào quý vị nhớ là nhấn nó xuống đều cho nó cạnh bốn cạnh đó đừng có cho nó nằm và trồi lên mặt nha quý vị và bây giờ chúng ta nhấn nó xuống chúng ta làm ba lần là nó đều nhau hết không có cái bánh cao bánh thấp Bây giờ thì bánh của chúng ta đã sẵn sàng và bếp của chúng ta của chúng ta cũng đã sẵn sàng. Bây giờ quý vị bỏ nó vào bếp và cũng cái mức độ là 375 độ chúng ta nướng từ 10 tới 12 phút quý vị canh chừng nữa quý vị. Vâng, cái bánh này chúng ta khi nướng lần đầu tiên đó quý vị để 10 phút nha quý vị. Nhưng mà 5 phút đó là quý vị trở nó ra một lần tại vì nếu không trở đó thì nó sẽ có chỗ nó bị cháy, có chỗ nó không và cứ mỗi mà chỉ hai một lần trở thôi 5 phút trở nó vô trong thì sau 10 phút chúng ta lấy ra bây giờ đó thì chúng ta phải xịt nước cho nó nguội bớt vâng chúng ta sẽ xịt nước như thế này nè quý vị có một cái đồ xịt xịt nhẹ nhẹ lên chung quanh đó và chúng ta chừng để chừng khoảng 2 phút cho nó nguội hẳn rồi chúng ta mới nó bắt đầu chúng ta trét trứng lên Vâng bây giờ thì cái chúng ta bắt đầu tráng phết trên mặt nó cho nó cho nó đậm màu lên quý vị. Quý vị nhớ là quết chung quanh hết luôn đó quý vị. Không phải trên mặt không đâu. Vâng, bây giờ xong chúng ta lại tiếp tục nướng lần thứ hai cho lửa là 325 độ. Chúng ta nướng 12 phút quý vị. Vâng, khi chúng ta nướng lần thứ hai thì nó ra hình hình vẽ cái cái bánh trung thu rồi đó quý vị, nó bắt đầu nó nó nâu cái mặt ở trên rồi. Bây giờ cái lần thứ hai này là chúng ta cũng xịt nước cho nó nguội bánh và chúng ta lại quét quét trứng lên một lần nữa. Bây giờ khi bánh nguội chúng ta quét lần thứ hai lần thứ hai quét quý vị quét nhẹ lên thôi quý vị. Chúng ta lấy cái màu thôi Quét nhẹ trên trên cái cái những cái sợi chỉ, cái gân ở đó thôi. Bây giờ chúng ta đã quét lớp trứng lên đều hết bốn sáu cái bánh rồi. Bây giờ chúng ta nướng lần thứ ba cũng là lần cuối cùng quý vị. Lần thứ ba này quý vị cho lửa là 325 độ và chúng ta chỉ nướng 7 phút thôi. Vâng, bây giờ lần thứ ba cũng chúng ta cũng đã xong. Bây giờ những cái bánh trung thu của chúng ta đã hoàn chỉnh quý vị. Bây giờ chúng ta có thể nếu quý vị muốn ăn liền đó thì nó sẽ không ngon đâu. Mà quý vị nên để ở trong tủ chỗ mát đó chừng khoảng 2 ngày cho nó lên cho nó mềm cái 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 vỏ ra và đồng thời nó sẽ tiết ra những cái dầu đó nó làm cái bánh rất là hấp dẫn. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta có thể cắt ra để mà um, xem nó như thế nào đó quý vị. Vâng quý vị thấy đây là cái nhân bánh của chúng ta cũng như vỏ bánh Thì nhân bánh này nó rất là sát sao Và nếu quý vị ăn đó thì bảo đảm rất là vừa ăn Bây giờ chúng ta đã có một cái bánh những bánh trung thu rất là thành công Hy vọng rằng quý vị sẽ làm cái bánh này đúng công thức mà Mạc Lâm đưa ra